Xin chào anh em, vừa rồi thì mình đã test thử thực tế quả pin mình vừa làm xong. Và đây là loại pin đề watt 18V, loại một hàng cell nhận sạc zin. Anh em có thể thấy là loại pin này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ, đặc biệt là khi kết hợp với những loại máy đời cao không chổi than hiện nay. Và loại pin này thì nó rất phù hợp với những anh em nào hay làm việc ở trên cao trong thời gian dài, giúp chúng ta không bị mỏi tay, cũng như là đảm bảo cái tính cơ động trong quá trình làm việc. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách làm cũng như là kinh nghiệm để lựa chọn vật tư sao cho phù hợp, giúp chúng ta có thể làm được một quả pin chất lượng nhất. Mời anh em cùng theo dõi. Vâng, và bây giờ thì sẽ vào chi tiết thực hiện. Trước hết là về phần vật tư thì chúng ta cần chuẩn bị là một vỏ. Vỏ một hàng cell này trên Shopee bán rất là nhiều. Các shop trên Shopee bán thì đã đầy đủ, bao gồm cả tem này, mạch, đi kèm mạch báo pin và ốc vít các thứ đầy đủ. Anh em về chỉ việc kết hợp lại với cell pin thôi là xong. Trước hết là phần vỏ, tiếp theo là về phần pin. Pin thì mình sẽ lựa chọn sử dụng là pin Samsung 25R mới. Đây anh em có thể thấy này, pin date mới. Và tất cả thì nó đều cùng mã nhau. Anh em có thể thấy đây, pin tất cả đều cùng mã, pin mới chưa có vết hàn. Và anh em chú ý là khi chúng ta đóng pin một hàng cell thì anh em nên lựa chọn pin có dòng xả lớn từ 20A trở lên và ưu tiên dung lượng cao một chút. Ví dụ như với Samsung 25R này thì dung lượng là 2500mAh và có dòng xả là 20A. Như vậy là cũng là khá là cao, phù hợp cho các cái loại khoan, loại bán vít thông thường rồi. Còn khi chúng ta dùng cho những cái loại máy ăn dòng lớn, ví dụ như máy mài, máy khoan bê tông hoặc là khoan 3 chức năng thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng pin 2 hàng để đảm bảo dòng xả. Và ở trong các video làm pin thì mình vẫn lưu ý với anh em là khi chúng ta đóng pin lại thành khối thì anh em chú ý là chúng ta phải lựa chọn những viên pin có thông số nó tương đồng nhau. Thứ nhất là về điện áp, thứ hai là về nội trở và dung lượng. Như vậy thì chúng ta mới có thể tạo ra được một khối pin nó có đảm bảo chất lượng được, cũng như ổn định trong quá trình sử dụng. Ở đây thì mình đã chuẩn bị được 5 viên pin Samsung 25R rồi. Tiếp theo là tới phần mạch thì anh em chú ý này, tùy vào từng shop, có những shop thì họ bán mạch đã hàn sẵn dây cân bằng, có những shop thì chưa hàn. Và với những cái mạch nào mà chưa hàn dây cân bằng thì anh em chú ý nhé, ở trên mạch này thì nó đã có đánh dấu từ B trừ tới B cộng rồi. Chúng ta cắm thứ tự dây sao cho nó phù hợp. Đen sẽ là B trừ, đỏ là B cộng. Chúng ta cắm vào. Và khi cắm vào thì anh em chú ý nhé, cái mạch thì lắp như thế này, thì chúng ta sẽ phải cắm cái rắc dây cân bằng từ phía đằng trước này lại. Xong sau đó chúng ta, đến lúc chúng ta hàn các cái dây cân bằng thì nó mới đúng được, nó mới không bị ngắn, không bị hụt. Tiếp theo là phía đằng sau này, khi chúng ta đã cắm vào rồi thì chúng ta phải hàn. Khi chúng ta cắm vào rồi thì ở phía đằng sau này anh em phải hàn thiếc lại để cho nó đảm bảo là tiếp xúc tốt. Anh em chú ý là chúng ta hàn này thì phải để ý là các cái tiếp điểm này, những cái mối hàn này nó không được dính vào nhau. Nếu mà dính vào nhau thì nó sẽ hỏng mất mạch. Đó. Rồi, tiếp tới là bây giờ chúng ta sẽ định hình và kết nối khối pin lại. Khi lắp vào mạch vào khối pin thì nó sẽ như thế này. Đó. Và cực dương ở bên này, cực âm ở bên này. Như vậy thì chúng ta sẽ bố trí là đầu dương của khối pin ở bên này,
để cho nó phù hợp, giúp chúng ta đi dây nó vừa gọn gàng mà nó vừa đủ độ dài cho các cái dây cân bằng này luôn. Đây anh em chú ý này. Với cách làm phối pin mà một hàng cell cũng như là pin nhận sạc zin thì nó hết sức là đơn giản thôi. Quan trọng là chúng ta lựa chọn vật tư sao cho nó phù hợp thì nó sẽ đảm bảo độ bền cũng như là ổn định trong quá trình sử dụng. Về phần kẽm anh em chú ý nhé, pin một hàng thì chúng ta chỉ có thể đi được một hàng kẽm thôi. Chính vì vậy là anh em nên sử dụng kẽm có bản rộng ra một chút, và độ dày thì ưu tiên là sử dụng kẽm 0.2. Tiếp tới là B1 này. Đó, chúng ta cứ hàn theo thứ tự thôi. Rất là nhanh. Như vậy là đã kết nối xong một khối pin rồi. Bây giờ mình đặt cái mạch vào hàn nữa là xong. Với loại pin DeWatt mà nhận sạc zin thì nó làm cực kỳ là đơn giản anh em nhé. Không có gì là khó khăn cả. Anh em chú ý này, tổng cộng là có 6 dây nhỏ này, thì 4 dây là dây cân bằng, còn 2 dây B, 2 dây màu đen B-B+ đen này là 2 dây ra mạch báo pin. Đây cái mạch báo pin này, thì anh em chú ý là cái phía nút bấm thì nó sẽ quay ra, và cái phần có linh kiện nó úp quay vào trong. Như vậy là chúng ta đó, hai cái lỗ này chúng ta sẽ hàn dây B-B+ vào đây. Các dây cân bằng thì anh em chú ý nhé. Ở đây nó đã có ký hiệu rồi. Dây trắng là 12 này. Và 12V này. Dây vàng là vào 4V này. Dây xanh lá sẽ vào 8V. Và dây xanh dương sẽ vào 16V. Nó đã có thứ tự hết rồi. Và cái chiều dài nó làm rất là phù hợp rồi. Anh em chỉ việc hàn vào thôi. Dây vàng là 4V này. Dây trắng là 12V này. Dây màu xanh lá sẽ là vào 8V. Và dây xanh dương sẽ vào 16V. Ở đây có một con cảm biến nhiệt, thì anh em chú ý là chúng ta phải chỉnh nó cho nó tì sát vào trong pin để cho nó đảm bảo hoạt động tốt. Tiếp theo là hai cọc B-B+ thì chúng ta hàn thẳng ra đầu âm và dương của khối pin.
Bây giờ mình sẽ cắm thử vào máy cũng như là cắm thử vào sạc để test thử chức năng xem sao. Rồi, cắm vào máy thì pin đã hoạt động tốt. Tiếp tới là cắm thử vào sạc. Mình test thử trên sạc DCB115 anh em nhé. Anh em chú ý này, với cái loại sạc zin của DayWatt thì khi chúng ta cắm nguồn vào thì nó đèn nó sẽ không sáng ngay đâu nhé. Mà chúng ta cắm pin vào, khi đang sạc thì đèn nó sẽ sáng nhấp nháy. Đó, như vậy là sạc đã nhận pin. Pin đang vào, đang báo nhấp nháy đây. Và như vậy là mình đã hoàn thiện một quả pin. Anh em có thể thấy là cái cách làm thì nó cực kỳ là đơn giản. Và mình tin là sau khi xem xong video này, bất cứ anh em nào nếu có đủ vật tư thì cũng có thể tự làm cho mình một quả pin. Và trong quá trình anh em thực hiện, nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật hoặc anh em nào xem video có nhu cầu sửa chữa làm pin trong máy khoan thì vui lòng liên hệ theo số hotline là 0975 226730. Bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh em. Xin cảm ơn anh em. Chào anh em.